Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2019. Gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Bá Oai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự lễ kỷ niệm. Trước những diễn biến mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 30 tháng 10 năm 1949, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tổ chức lại các lực lượng quân sự Việt Nam sang chiến đấu giúp Lào, gọi là quân tình nguyện. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang giúp bạn Lào trên tinh thần giúp bạn là tự giúp mình. Trong các cuộc kháng chiến, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, thực sự là đội quân quốc tế mẫu mực, đội quân ba giỏi, công tác giỏi, chiến đấu giỏi, sản xuất tự túc giỏi. Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại tướng Khăm Tay Sivandon đã phát biểu: trong hai cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt và lâu dài gian khổ chống đế quốc, thực dân cũ và mới trên đất nước Lào, không có nơi nào là không có dấu chân của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Nhiều đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp liên minh chiến đấu nói chung và sự nghiệp cách mạng Lào nói riêng. Chiến công và tấm lòng của các đồng chí không thể nào mô tả hết và không bao giờ phai mờ trong tâm khảm của nhân dân các bộ tộc Lào. Đối với tỉnh Thanh Hóa, từ năm 1961, tiểu đoàn 923 thuộc đoàn 766 đã hoạt động chiến đấu trên suốt dài từ phía nam tỉnh Luông Pha Băng tới phía bắc tỉnh Siêng Khoảng, trực tiếp chiến đấu hàng trăm trận, trong đó có những trận đánh lớn như Pha Thí, sân bay Na Khăng. Trung đoàn 217 công binh vốn gốc thuộc Ty Giao thông Thanh Hóa vừa có nhiệm vụ đảm bảo giao thông tuyến đường Hủa Phăn Siêng Khoảng dài gần 700 km, vừa trực tiếp chiến đấu với địch. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là người Thanh Hóa đã nhận được những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, hai nước Việt Nam, Lào. Trong đó có 3 cá nhân và 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Bá Oai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, tỉnh Thanh Hóa đối với sự nghiệp cách mạng xây dựng đất nước hai nước Việt Nam Lào cũng như hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn. Sự đóng góp hy sinh của các cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là những minh chứng cho tinh thần quốc tế trong sáng, khẳng định truyền thống đoàn kết máu thịt giữa hai dân tộc, hai đảng, hai nhà nước Việt Lào. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tin tưởng với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần lao động cần cù sáng tạo và ý chí vượt qua khó khăn thử thách, các bác nguyên là cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào tiếp tục đóng góp công sức xây dựng phát triển quê hương và góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào, hai tỉnh Thanh Hóa, Hủa Phăn. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Bá Oai đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho 5 tập thể, 6 cá nhân, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, tỉnh Thanh Hóa vì đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ban Liên lạc, góp phần xây dựng và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Chủ đề được dư luận, đặc biệt là người lao động và doanh nghiệp quan tâm trong những ngày gần đây là Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có đề xuất về tăng khung giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ một năm lên 400 giờ một năm. Hiện vẫn có những ý kiến trái chiều về nội dung này. Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, thì việc tăng khung giờ làm thêm tối đa trong một năm chỉ tập trung ở 4 ngành trọng điểm là da giày, dệt may, thủy sản và điện tử. Và các doanh nghiệp, người lao động đang hoạt động trong các lĩnh vực sẽ có những lý giải riêng cho đề xuất này. Hiện nay, dệt may là ngành sử dụng nhiều lao động nhất, do vậy cũng chịu nhiều tác động nhất trong việc điều chỉnh giờ làm thêm. Đại diện Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa cho biết, với trên 100 doanh nghiệp đang hoạt động và chủ yếu hoạt động đặc thù theo thời vụ, làm theo đơn hàng của đối tác, nếu không tăng ca thì không giữ được công nhân và không đảm bảo tiến độ đơn hàng, nên ngành này cần tăng giờ làm thêm. Về phía doanh nghiệp là chúng tôi phải làm tăng giờ. Cái thứ nhất là chúng tôi tránh được cái việc vi phạm hợp đồng, vi phạm cái yêu cầu của khách hàng mà hai bên đã ký kết với nhau.
Mà khi chúng tôi làm tăng giờ là tăng chi phí và thậm chí không có lãi, nhưng còn hơn là chúng tôi bị vi phạm, bị phạt hợp đồng. Về phía người lao động thì họ cũng mong muốn có những lao động từ ở quê, từ vùng sâu vùng xa họ ra thành phố, thị xã đến doanh nghiệp họ làm. Thì ngoài cái 8 tiếng ra thì họ cũng mong muốn được làm thêm. Cùng chung quan điểm với ngành dệt may, đại diện các ngành hàng như thủy sản, chế biến nông sản của Thanh Hóa cũng bảo vệ quan điểm nâng trần giờ làm thêm do hàng hóa có tính mùa vụ, không thể để nông sản, thủy sản chờ thời gian làm việc bình thường để làm mà bắt buộc phải chế biến ngay. Còn với người lao động, đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của việc tăng khung giờ làm thêm thì cho rằng do mức lương hiện nay còn thấp, chưa đủ cho các chi tiêu cơ bản như tiền nhà, tiền ăn ở, tiền cho con cái học hành, chứ chưa nói đến tiền để tích lũy. Bởi vậy, nhiều người cần phải làm thêm để tăng thu nhập, đảm bảo trang trải cuộc sống gia đình. Và với họ, ngoài lương, tăng ca là nguồn thu nhập rất quan trọng. Đối với người công nhân chế biến thủy sản thì cái công việc của chúng tôi là phụ thuộc rất nhiều vào cái sự biến động của nguồn nguyên liệu. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi cũng mong muốn là công ty là có thêm nhiều đơn hàng, đặc biệt là ổn định cái nguồn nguyên liệu để công việc của chúng tôi được ổn định hơn, đều việc hơn. Và do là đời sống của cán bộ công nhân viên ấy, trong công ty là còn nhiều khó khăn nên là cũng mong muốn là công ty bố trí thêm cái thời gian làm thêm giờ. Ví dụ như là tăng ca từ 30 phút đến 1 tiếng một ngày để cho anh em có điều kiện tăng thêm thu nhập. Nếu mà theo mức lương cơ bản thì cuộc sống của công nhân rất là khó khăn. Nên là cái vấn đề mà tăng giờ thì hầu như là chị em nào mà gia đình mà có điều kiện hầu như là ai cũng muốn tăng giờ để có thêm thu nhập. Hiện nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện một tuần làm việc chỉ với 40 giờ và giờ làm thêm được trả công cao hơn 150% lương vào ngày thường, 200% lương vào ngày nghỉ và 300% lương vào ngày lễ Tết. Tuy nhiên, thực tế các ngành sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh thường có mùa vụ từ 4 đến 6 tháng như dệt may, da giày, thủy sản thường phải tăng ca để chạy tiến độ các hợp đồng. Nếu quy định giới hạn làm thêm theo ngày tuần tháng, doanh nghiệp sẽ bị phạt lỗi vi phạm, khách sẽ không mua hàng, thậm chí bị phạt tiền, người lao động sẽ không có việc làm, đồng thời làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng có thể tăng giờ làm thêm nhưng trong giới hạn kiểm soát được để vừa đảm bảo được sức khỏe của người lao động, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Sau 8 tháng bùng phát dịch tả lợn châu Phi, đến nay huyện Mường Lát và 95 xã trên địa bàn tỉnh đã công bố hết dịch. Do giá lợn đang tăng cao nên nhiều hộ chăn nuôi muốn tái đàn. Song dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine phòng bệnh và diễn biến phức tạp. Để đảm bảo chăn nuôi an toàn bền vững, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm soát việc tái đàn lợn, chỉ tái đàn ở những cơ sở đảm bảo điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1 triệu con lợn. Các xã, các trang trại và hộ chăn nuôi cần tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, chăm sóc và bảo vệ đàn lợn. Các địa phương công bố hết dịch có thể triển khai tái đàn lợn ở những doanh nghiệp, trang trại, gia trại có đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Riêng đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gần khu dân cư không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học thì tuyệt đối chưa vội tăng đàn, tái đàn. Đối với là cái phương pháp, biện pháp là tái đàn trong cái thời gian tới là cũng luôn tuyên truyền cho các hộ nhân dân là thực hiện các cái biện pháp và ký cam kết đối với lại chính quyền địa phương về cái công tác chăn nuôi nó đảm bảo theo các cái quy định và nó không ảnh hưởng đến cái quá trình lây lan dịch bệnh. Mà nếu mà các hộ mà không cam kết mà vẫn chăn nuôi mà để xảy ra các cái dịch bệnh thì là các cái hộ là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mà không được sự hỗ trợ. Trong cái thời gian tới thì cái việc mà tái đàn chăn nuôi cái đàn lợn để mà đảm bảo được cái sản phẩm phục vụ cho đời sống thì trước mắt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của ngành nông nghiệp. Trong cái quá trình tái đàn thì phải thực hiện nghiêm cái những các cái quy định về con giống, về thức ăn, về vệ sinh thú y để mà đảm bảo. Và các cái hộ gia đình, các cái trang trại, các hộ gia đình khi mà tái đàn thì đều phải có cam kết thực hiện đúng tất cả những các cái quy định về thú y cũng như là an toàn sinh học để mà đảm bảo cho cái việc tái đàn được thành công. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã phải tiêu hủy 44.000 con lợn. Kinh phí cho phòng chống dịch là rất lớn. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn có diễn biến phức tạp. Do vậy, kiểm soát chặt chẽ việc tái đàn lợn là rất quan trọng.
chỉ tái đàn lợn khi có đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Trong trường hợp những hộ không đăng ký mà vẫn tái đàn khi chưa có chứng nhận của thú y sẽ không được nhà nước hỗ trợ nếu xảy ra rủi ro. Thời gian vừa qua, liên tiếp những vụ cháy lớn đã xảy ra tại các chợ trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đây được coi là hồi chuông cảnh tỉnh các cấp chính quyền và đặc biệt là người dân về ý thức phòng cháy chữa cháy tại các chợ. Tuy nhiên, thực tế tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn, kể cả những chợ có quy mô lớn. Đây là cảnh thường thấy tại chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa. Tiểu thương bày bán hàng hóa tràn lan, lấn chiếm cả các lối đi trong chợ. Mặc dù khi xây dựng chợ, chủ đầu tư đã thực hiện đúng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy là lối đi chính trong chợ rộng từ 3,6 m trở lên, lối đi phụ từ 2,4 m trở lên. Nhưng hiện tại, các lối đi đều bị thu hẹp do bị lấn chiếm. Không những thế, cầu thang bộ cũng bị chiếm dụng để làm nơi tập kết hàng. Vị trí đặt bình chữa cháy trở thành nơi để hàng hóa. Ngoài ra, một số tiểu thương còn tự ý lắp đặt thêm những thiết bị điện ngoài thiết kế, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Cái hàng hóa, tức là lấn chiếm cái đường đi lối lại, rồi kho bãi, thì cái chỗ này thì mặc dù là cũng đã tuyên truyền rất nhiều, vận động rất nhiều, kẻ vạch nhiều biện pháp lắm. Thế nhưng mà bà con thì vẫn cứ có cái tái diễn cái việc lấn chiếm đường đi lối lại. Thì cái này cũng rất là khó khắc phục. Đấy. Còn các cái việc vận động bà con để mỗi hộ để mua một cái bình chữa cháy đặt tại quầy của mình ấy, thì cái này cũng đang trong cái lộ trình tiếp tục vận động. Là một trong những chợ trung tâm của thành phố Thanh Hóa, chợ Vườn Hoa hiện có tới 600 quầy hàng của 300 tiểu thương. Hàng hóa tập kết về chợ chủ yếu là vải vóc, quần áo và hàng gia dụng đều là mặt hàng dễ bắt lửa. Nhưng tiểu thương ở đây lại khá chủ quan với công tác phòng cháy chữa cháy. Trong khi đó, các họng lấy nước của hệ thống chữa cháy vách tường lại chưa được kết nối với máy bơm cấp nước nên sẽ không thể hoạt động được khi xảy ra sự cố cháy. Điều đáng nói là lực lượng chức năng đã nhiều lần nhắc nhở. Tuy nhiên, những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Vườn Hoa vẫn chưa được khắc phục triệt để. Thì chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp với các cái lực lượng chức năng cấp trên, ví dụ như công an thành phố hay là công an tỉnh, trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra. Thì nếu đối với những cái trường hợp mà vi phạm có cái tính chất và nghiêm trọng hoặc là cái nguy cơ cao về cháy nổ, chúng tôi sẽ cương quyết là đề xuất với cấp trên là hướng dẫn và kiểm tra xử lý các cái trường hợp vi phạm đấy. Một là để nâng cao cái ý thức chấp hành của người dân, hai là để cũng nâng cao cái tính chất tuyên truyền để cho người dân thấy được cái mức độ nguy hiểm và nâng cao cái tính pháp luật trong cái công tác phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp quản lý công tác phòng chống cháy nổ tại 35 chợ, trung tâm thương mại và siêu thị trên toàn tỉnh. Trong số đó, mới chỉ có 3 cơ sở đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại còn lại đang tồn tại những bất cập như các lối thoát hiểm tại chợ không đủ về số lượng và diện tích, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ còn thiếu, không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có nơi chưa được trang bị. Hiện trạng của chợ là đã vào hoạt động được hơn một năm rồi. Về tình hình về cái phương diện phòng cháy chữa cháy thì bể nước với cái hệ thống bốt nước phòng cháy chữa cháy là hiện giờ là chưa có. Bể thì đã xây nhưng mà cái đấy là do cái công tác đấu nối giữa bên nhà đầu tư với bên công an phòng cháy chữa cháy là chưa thực hiện, chưa làm. Thời gian cuối năm, lượng hàng hóa tập trung về các chợ sẽ ngày càng nhiều. Cộng thêm với thời tiết hanh khô sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ tại các chợ. Do vậy, nếu không có các biện pháp siết chặt công tác quản lý nhà nước và nâng cao ý thức của đơn vị doanh nghiệp người dân về phòng cháy chữa cháy, thì nguy cơ cháy nổ tại các chợ vẫn sẽ luôn hiện hữu, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhiều tiểu thương kinh doanh tại các chợ trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu cấp cứu điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại hiện nay là tình trạng thiếu chế phẩm từ máu, trong đó có tiểu cầu. Theo thống kê, nguồn tiểu cầu hiện chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu điều trị bệnh. Là một trong 30 thành viên của câu lạc bộ hiến tiểu cầu, em Nguyễn Văn Trương, sinh viên phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, luôn nhận thức được tiểu cầu tiếp nhận từ người hiến là vô cùng quý giá cho công tác điều trị và cấp cứu người bệnh. Vì vậy, không quản ngày hay đêm, khi người bệnh cần, em lập tức có mặt tại bệnh viện để hiến tiểu cầu. Chỉ một năm tham gia câu lạc bộ, Trương đã 12 lần hiến tiểu cầu. Lượng tiểu cầu ở trung tâm
cần rất là nhiều, và khi nào cần thì trung tâm gọi thì tôi sẵn sàng tham gia. Và như, hoặc là những trường hợp mà tôi không đủ điều kiện thì tôi sẽ chưa đủ ngày, chưa đủ điều kiện thì tôi sẽ vận động những người bạn của tôi ở trường hay là ở xung quanh chỗ trọ để cùng tham gia hiến tiểu cầu để cứu người bệnh ạ. Tiểu cầu là một thành phần trong máu có tác dụng cầm máu, sử dụng cho các trường hợp chảy máu do giảm tiểu cầu, chấn thương có cầm máu, bệnh sốt xuất huyết, ung thư máu, ung thư gan mật. Theo các bác sĩ, hiến tiểu cầu không hề có hại cho sức khỏe. Lượng tiểu cầu lấy ra sẽ được cơ thể tái tạo lại đầy đủ trong vòng 5 đến 7 ngày. Hiện nay, việc hiến tiểu cầu được thực hiện bằng máy tách tự động, thiết bị hiện đại nhất nên người hiến không còn mệt mỏi như trước. Tuy nhiên, do thời gian lưu trữ ngắn, chỉ từ 3 đến 5 ngày, nên nguồn tiểu cầu phục vụ điều trị chỉ phụ thuộc vào câu lạc bộ hiến tiểu cầu và của những người tình nguyện. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 314 lượt người tham gia hiến tiểu cầu và lấy được 573 đơn vị tiểu cầu bằng máy. Lượng tiểu cầu này chỉ đáp ứng 40% nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Có một số trường hợp không có tiểu cầu để chữa bệnh thì chúng tôi sẽ phải giải quyết theo hướng là chuyển đi Hà Nội. Thì cái đấy là cũng rất khó khăn cho bệnh nhân. Và một số thì đành phải theo dõi. Vì không có tiểu cầu thì cũng phải theo dõi, thì cái đấy cũng rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Nhưng mà cũng không có cách nào để khắc phục cả. Mặc dù khoảng cách giữa các lần hiến tiểu cầu là một tháng, ngắn hơn so với hiến máu toàn phần, nhưng với 30 thành viên của câu lạc bộ hiến tiểu cầu mới chỉ đáp ứng phần nhỏ nhu cầu điều trị, nhất là vào mùa cao điểm của dịch sốt xuất huyết và tình trạng bệnh nhân mắc bệnh ung thư ngày càng tăng cao. Bởi vậy, giải pháp quan trọng nhất vẫn là có nhiều hơn nữa những người đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ hiến tiểu cầu nhằm nâng cao số lượng và xây dựng câu lạc bộ thành ngân hàng tiểu cầu để chủ động hơn cho công tác cấp cứu điều trị bệnh. Năm học 2019-2020, hàng chục trường học tại huyện Hoàng Hóa đã được cải tạo, xây mới với tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay, Hoàng Hóa đã cơ bản khắc phục được tình trạng quá tải do thiếu phòng học tại các nhà trường. Sau nhiều năm phải tổ chức dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất chật chội, xuống cấp, quá tải vì thiếu phòng học, thì đến năm học 2019-2020 này, cô trò trường mầm non Hoàng Phụ, xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa vui mừng phấn khởi khi công trình trường học mới được khánh thành và đưa vào hoạt động. Khu trường mới được xây dựng với quy mô 22 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng, khu hiệu bộ và nhà bếp khang trang hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Cơ sở cũ thì rất là chật hẹp, cho nên là số cháu ở trong lớp thì rất là đông, từ 50 đến 60 cháu trên một lớp. Khi đã chuyển vào cơ sở mới này thì cái số lượng cháu sẽ dàn ra, và cái phấn đấu của nhà trường đó là nâng cao cái chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và cố gắng cái số như các năm trước thì nhà trường là cái tỷ lệ cháu suy dinh dưỡng là 5%, nhưng mà sang cái cơ sở mới này thì cô trò nhà trường cố gắng phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 2-3%. Năm học 2019-2020, huyện Hoàng Hóa có hơn 44.600 học sinh các bậc học, tăng hơn 2.000 học sinh so với năm học trước. Để khắc phục tình trạng học sinh phải học nhờ tại nhà văn hóa thôn hoặc phải dồn lớp do thiếu phòng học trong những năm học trước, huyện Hoàng Hóa đã dành hơn 200 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo hàng chục trường học, đảm bảo các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Nhờ đó, đến nay, tình trạng quá tải do thiếu phòng học đã cơ bản được khắc phục, cơ sở vật chất ở các nhà trường đang từng bước được nâng lên. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học ở Hoàng Hóa đạt 100%, trong đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 92,9%. Sau khi được tiếp nhận cái hệ thống cơ sở vật chất là khang trang, đảm bảo cái điều kiện dạy và học thì tạo ra một cái niềm phấn khởi trong đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như là học sinh. Từ đó là nhà trường đã tiếp tục phát huy cái khả năng vốn có của mình cũng như là cái tinh thần tự giác trong học tập của học sinh để tiếp tục là thực hiện tốt cái nhiệm vụ giáo dục mà ngành giao cho và đáp ứng được sự mong mỏi của lãnh đạo cũng như nhân dân địa phương. Cơ sở vật chất các trường học là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại các đơn vị nhà trường. Điều quan trọng này thì đã được các cấp ủy chính quyền huyện Hoàng Hóa rất quan tâm và đã vào cuộc. Hiện nay thì các nhà trường đã sử dụng và bảo quản hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất đó để nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện.
Bên cạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, ngành giáo dục Hoàng Hóa tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất. Đồng thời, tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới của ngành giáo dục, dự kiến áp dụng từ năm học 2020-2021. Sau khi những vụ bạo lực học đường xâm hại trẻ em gây nhức nhối dư luận xảy ra, thì việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh càng trở nên cần thiết trong mỗi trường học. Ở huyện Hà Trung, giáo dục kỹ năng sống không chỉ đơn thuần yêu cầu các em đến trường chăm ngoan học giỏi, mà còn trang bị các kỹ năng kiến thức để các em có hành vi ứng xử đúng mực khi ra ngoài xã hội. Hòm thư cứu bạn được đặt ở góc khuất trong thư viện, giúp các em học sinh có thể gửi những lá thư đến thầy cô giáo, phản ánh sự việc xảy ra trong và ngoài trường học, phối hợp với đoàn thanh niên xã, thành lập các tổ tư vấn tâm lý cho học sinh. Đó là những việc mà trường trung học cơ sở Hà Tân, huyện Hà Trung đang thực hiện nhằm phòng tránh các trường hợp bạo lực học đường. Chúng tôi chủ yếu là làm tốt ở công tác tuyên truyền, một số công tác cho giáo dục kỹ năng sống của học sinh, trong đó góp phần cho học sinh nâng cao cái kỹ năng sống của mình trong việc phòng chống bạo lực học đường, như là tăng cường tinh thần đoàn kết, tinh thần hợp tác, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, và đặc biệt là cái ý thức của thanh thiếu niên trong nhà trường trung học cơ sở hiện nay. Đến thời điểm này thì ở trường chúng tôi thì chưa có hiện tượng nào gọi là bạo lực học đường xảy ra ở trường. Phần lớn thời gian chào cờ đầu tuần hoặc sinh hoạt tập thể trong lớp đều được trường tiểu học Hà Ninh dành cho nội dung giáo dục kỹ năng sống. Mỗi tuần, từng lớp lại lựa chọn một chủ đề để các em học sinh dễ chia sẻ với giáo viên những khúc mắc hoặc nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống. Sự thẳng thắn, không né tránh các vấn đề, tình huống thực tế vốn được cho là nhạy cảm, là cách phá vỡ nhanh nhất những rào cản về sự e ngại của học sinh. Nhà trường luôn luôn đặt ra cái tiêu chí là các thầy, các cô là phải gần gũi, hết sức gần gũi với học sinh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và để hiểu, thấu hiểu các em. Thì đôi khi các em có những cái thầm kín, các em có khi là bố mẹ, các em cũng sẽ chưa muốn thổ lộ ra, nhưng mà với thầy cô thì các em nếu mà tin tưởng thì các em sẽ tâm sự với các thầy các cô. Chính qua đấy thì các thầy các cô sẽ nắm bắt được những cái biểu hiện của các em để có cái hướng dẫn kịp thời và tốt nhất. Để giáo dục kỹ năng sống đạt hiệu quả tốt nhất, ngành giáo dục huyện Hà Trung đã lựa chọn những nội dung cụ thể phù hợp với từng lứa tuổi bậc học. Đối với học sinh bậc mầm non, tiểu học, các em cần có kỹ năng kiến thức nhận biết thế giới xung quanh, cách ứng xử với người lớn, với bạn bè. Còn bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông là kiến thức về giáo dục giới tính, luật giao thông đường bộ, kỹ năng giao tiếp với bạn bè, làm việc độc lập, làm việc nhóm. Chúng tôi cũng đã triển khai chỉ đạo một cách đồng bộ và xem nó là một cái tiêu chí để đánh giá về chất lượng giáo dục, đặc biệt là chúng tôi gắn với các cái hoạt động như là giáo dục bốn tốt, nhất là cái chỉ tiêu về đạo đức tốt và văn hóa tốt để nâng cao cái nhận thức trong công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục, tại các nhà trường, để từ đó mà phải nâng cao được các cái kỹ năng giáo dục về phẩm chất, về đạo đức cho các em học sinh. Các trường học trên địa bàn huyện Hà Trung đều đang nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện cho học sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào nhà trường thì chưa đủ. Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cần sự hỗ trợ thường xuyên của gia đình và cả cộng đồng xã hội. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, chiều qua ngày 27 tháng 10, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Cầu lông Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức bế mạc giải cầu lông các nhóm tuổi Thanh Hóa mở rộng lần thứ 6, Cúp Liên Ninh năm 2019. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương và tiền thưởng cho các vận động viên đạt giải nhất nhì ba ở 18 nội dung thi đấu của 6 nhóm tuổi, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ cầu lông 3 sao Thanh Hóa, giải nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Bắc Giang, giải ba toàn đoàn thuộc về Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay có chất lượng chuyên môn tương đối cao. Nhờ sự phân chia các nhóm tuổi hợp lý và trình độ chuyên môn giữa các vận động viên đồng đều nên các trận đấu diễn ra gay cấn hấp dẫn. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.